Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm xúc xích tại nhà rất là đơn giản. Mặc dù hơi mất thời gian một chút nhưng tuy nhiên chất lượng xúc xích thì rất là ngon và an toàn. Và để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Đầu tiên, ở đây nếu như các bạn chuẩn bị thịt nhé, nếu như các bạn muốn ăn không quá mỡ thì các bạn có thể chọn thịt là vai hoặc là mông, sau đó các bạn xay và bạn pha thêm mỡ. Nếu như các bạn ăn được mỡ thì các bạn có thể dùng thịt ba chỉ. Ở đây thì mình dùng thịt ba chỉ, bởi vì nếu như các bạn dùng lạc, thịt lạc không thì xúc xích nó hơi khô. Và sau khi mua thịt về thì các bạn cố gắng là để làm xúc xích thì các bạn mua được thịt càng mới thì càng ngon. Xúc xích ví dụ như là thịt họ mới thịt xong thì thịt còn nóng thì chúng ta xay thì thịt khi mà làm xúc xích thì không bị bở. Tuy nhiên thì nếu như mà bạn nào chưa mua được thịt mới ngay ấy, thì các bạn khi mua thịt về thì các bạn không nên pha ngay mà các bạn có thể để trong tủ lạnh để cho miếng thịt cứng lại thì sau đó chúng ta mới pha và xay thì thịt vẫn ngon. Đây là thịt mới nên là mình cho vào xay luôn. Còn nếu như mà các bạn không mua được thịt mới thì các bạn khi mua về các bạn làm sạch và các bạn để vào tủ để cho hơi cứng lại một chút, lạnh thì các bạn xay. Ví dụ ngăn đá thì các bạn có thể để từ 15 đến 20 phút. Và khi xay thì các bạn không để xay liên tục mà các bạn nên để xay xong bạn nghỉ một chút để cho thịt nó không bị quá nóng. Mình nói ngọng một chút. Hoặc là các bạn có thể mua giò sống cũng được. Tuy nhiên thì đã là handmade tại nhà thì các bạn nên cố gắng đi làm từ A đến Z. Bởi vì khi các bạn đã mua giò sống thì nguyên liệu thì các bạn đã không rõ rồi thì vậy. Sau đó thì các bạn để vào tủ lạnh để nếu như để cho thịt lạnh và hơi cứng lại một chút. Thường là nếu như các bạn để vào ngăn đá thì các bạn chỉ cần để cho 15 đến 20 phút. Đây thì khi thịt nó cứng, đấy, cứng lại như này thì các bạn lại xay tiếp. Các bạn ở đến bước này thì các bạn có thể xay mịn thành giò sống luôn. Các bạn xay thật mịn thế này. Với bước làm thịt này cũng rất là quan trọng, bởi vì nếu như các bạn làm không, các bạn cứ thế xay để cho thịt nó nóng lên thì khi ăn thì xúc xích nó không được dai lắm mà hơi bở. Vì vậy nên các bạn cố gắng là xay sau các bạn sẽ để thịt cho lạnh. Ta xay lại bởi vì khi các bạn xay thì thịt nó sẽ bị nóng lên. Bước này nếu như các bạn làm nhiều thì các bạn có thể mang ra hàng và mang thịt ra hàng và bảo họ xay và mình chỉ việc nhồi và pha gia vị thôi. Sau khi mà các bạn xay xong thì các bạn để cho thịt nó xay thì các bạn có thể lấy muôi hoặc lấy vật gì đó các bạn miết để cho nó đấy miết như vậy thì thịt nó xay. Sau đó thì các bạn để vào tủ lạnh và trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ làm lòng. Để làm lòng thì các bạn cho rượu và một chút muối trắng
một chút chanh. Đây là kinh nghiệm của bản thân mình nhá, tuy nhiên thì tùy các bạn có thể làm theo cách của các bạn để sao cho lòng sạch và mỏng thì khi chúng ta nhồi vào. Nếu như các bạn lột mặt trái để các bạn thì các bạn phải bỏ bớt cái mỡ này đi. Và sau đó thì các bạn sẽ lấy đũa các bạn kẹp và các bạn để cho cái lòng nó mỏng ra, thì khi các bạn nhồi thì nhìn cái miếng xúc xích nó sẽ ngon hơn, bóng hơn. Và sau đó thì các bạn sẽ xả nước để cho sạch ở trong đi. Đấy là nếu như các bạn để mặt trái. Còn tuy nhiên thì các bạn có thể dùng cái mặt trái của ra ngoài, thì các bạn cứ cho như thế này. Đấy, thì cho cái mặt trái ra ngoài thì khi các bạn nhồi thì các bạn không phải bỏ mỡ mà miếng xúc xích vẫn trơn. Thì để làm mặt trái thì các bạn vẫn dùng rượu này, chanh và một chút muối. Ở đây thì mình chọn cách là nhồi vào cái cho mặt phải vào trong và mặt trái ra ngoài. Để kiểm tra xem có bị thủng không thì các bạn sẽ cho nước vào trong và các bạn đây thì khi mà các bạn nhồi thì an toàn, không bị thủng. Cái phần thịt sau khi mà các bạn đã để tủ lạnh lạnh như thế này thì các bạn lại tiếp tục, trước khi tẩm gia vị thì các bạn sẽ cũng biết như thế này để cho thịt được dai hơn. Đây là theo kinh nghiệm của bản thân mình, tuy nhiên thì các bạn có thể làm theo cách của các bạn. Ở đây thì mình chia sẻ theo kinh nghiệm cá nhân. Và món xúc xích này có ngon hay không, một phần là cũng do phần cái gia vị mà các bạn cho. Thì ở đây thì theo kinh nghiệm của bản thân mình mà mình đã thấy là tương đối là ngon. Thì để tạo ra cái mùi đặc trưng của xúc xích thì các bạn cho vài nhánh đinh hương và một chút quế. Để dễ thì các bạn có thể rang qua, sau đó các bạn giã thì đinh hương và quế sẽ mịn và nhỏ. Khi các bạn cho đinh hương và quế thì mùi xúc xích có một mùi là hấp dẫn. Đây, khi mà các bạn sẽ giã ra mịn như thế này. Và để cho xúc xích được dai và kết dính thì các bạn có thể dùng một lòng trắng trứng. Ở đây thì mình dùng 57 lạng thịt thì mình dùng một lòng trắng trứng. Đây là bột quế và đinh hương này, một chút hạt tiêu, một chút tỏi. Bột canh, ở đây bột canh gia vị thì các bạn sẽ cho để vừa miệng ăn, một thìa nước mắm, một chút mì chính và một chút đường. Ngoài ra thì để tạo màu cho xúc xích được đẹp hơn thì các bạn có thể cho thêm một chút bột hạt điều. Và sau đó thì các bạn sẽ trộn đều để cho các cái gia vị này ngấm vào thịt trước khi các bạn cho lòng trắng vào trộn cùng. Để cho thịt mềm thì các bạn có thể cho thêm một thìa dầu ăn. Sau đó thì các bạn sẽ cho lòng trắng vào. Nếu như màu chưa đạt thì ở đây với khoảng 5 lạng nửa cân thịt thì mình cho khoảng 2 thìa nhỏ hạt điều. Sau đó các bạn cho thêm 2 thìa nước lọc. Và các bạn trộn thật đều để cho các gia vị cũng như là thịt được đều vào nhau. Và
Và đây là cái màu của thịt sau khi mà các bạn đã trộn gia vị. Thực tế thì cái màu của nó tương đối là giống cái màu xúc xích, nhưng mà khi viết lên hình nhìn thì không rõ như thế này. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Và sau đó thì các bạn sẽ nhồi. Ở đây thì mình các bạn có thể dùng phễu, hoặc là giống như trước cách trước thì trong cái video trước mình chia sẻ cách làm lạp sườn ấy, thì các bạn có thể dùng một cái chai nhựa, sau đó các bạn cắt đôi ra và các bạn sẽ nhồi. Đây thì sau khi nhồi xong, các bạn cứ nhồi xong sau đó các bạn mới chia khúc thì sẽ dễ hơn. Theo kinh nghiệm của mình là như vậy. Các bạn bóp đều để cho cái phần khí nó ra, và sau đó các bạn chia thành những cái xúc xích như thế này. Công đoạn tiếp theo là các bạn sẽ cho xúc xích vào hấp. Đây các bạn nhìn màu rất là hấp dẫn. Và đặc biệt khi mà chiên một cái xúc xích với những cái gia vị mà mình cho rất là thơm, và ăn vị cũng rất là đặc trưng. Và các bạn lưu ý là trong khi các bạn hấp thì các bạn có thể dùng một chiếc kim nhỏ các bạn đâm để cho cái phần khí nó như cái bọt khí. Ở đây màu các bạn nhìn thấy vàng vàng, đó là có thể do màu khi các bạn trộn hạt điều này một chút dầu ăn, và trong đó có quế và đinh hương cũng thể tạo lên cái màu vàng vàng như thế này. Và hấp thì các bạn hấp chín luôn, các bạn có thể hấp từ 10 đến 15 phút để cho chín. Và sau khi mà hấp, ở đây thì mình vội quá nên là chưa được. Sau đó thì các bạn sẽ thả vào một chậu nước lạnh để cho xúc xích nhìn được bóng hơn. Các bạn vớt ra để ráo, và trước khi chiên thì mình theo kinh nghiệm của bản thân mình thì các bạn có thể để thật ráo, hoặc là các bạn sẽ cho vào hộp và các bạn để vào tủ lạnh để cho thịt nó hơi lạnh và cái phần này nó hơi se lại một chút. Đấy, cái phần thịt nó se và hơi cứng lại thì các bạn chiên sẽ dễ hơn. Ở đây mình sẽ chiên luôn 3 cái, và ngày chiên hôm sau mình sẽ để trong tủ lạnh và các bạn cho các bạn nhìn xem rất là. Khi mà chiên cái này thì cực kỳ thơm và ăn rất là ngon. Các bạn có thể dùng chấm với tương ớt hoặc là sốt. Đây là thành phẩm sau khi các bạn chiên xong. Và khi chiên thì các bạn chỉ chiên để tạo màu và nó có độ cứng, vì khi vừa lấy hấp thì mình hấp chưa được chín hẳn nên là mình rán nó có màu. Và đây là thành phẩm, và chúc các bạn ngon miệng. Và mình hy vọng rằng với chia sẻ của mình thì các bạn có thể tự làm xúc xích ở nhà. Và đây là cái phần mà mình để vào tủ lạnh đây. Các bạn nhìn thấy xúc xích cứng ạ. Và khi chiên thì các bạn có thể cắt được theo cái hình mà các bạn muốn. Đây nếu như chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẻ của các bạn. Và chúc các bạn thành công. Và hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn.